Đây đây là cách gõ chữ Hàn Quốc, không cần cái mua miếng dán dán lên cái bàn phím luôn, mình chỉ cần là mở cái on screen keyboard và mình bấm ví dụ như từ Hàn Quốc Saram là người Hàn Quốc thì mình sẽ bấm gì đây, đi hờ đầu tiên hờ thôi mình coi, mình từ từ sẽ gõ được hờ thành chữ g đây, hai 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 ừ. Là tại vì mình chưa chỉnh cái chữ kia, phải chỉnh cái chữ này không cho nó phải dấu đứng ra được rồi, thế nào mình xóa đi, mình bấm lại chữ ấy à, liên tiếp à, ấy à, cúc ra cúc u n z cúc rồi cắt ra như chữ saram ấn cúc saram chữ sa nhờ phải tìm chữ sa sa là chữ t sa chữ a k ram r chữ gì in đâu rồi không thấy luôn mà sa tờ ca x o do y do ya e e mà là o rồi đây chỉ khỏi khỏi cách khỏi biết nó thấy chữ nó thấy nó dài dài luôn rồi, các bạn đừng yên tâm bấm tiếp đi nó sẽ ra, bấm chữ a tiếp rồi mà nó sẽ ra đó rồi cái này mình nó phải biết nhắn vô cái này, nhắn này một cái này nó là cái Hàn Quốc sẽ ra một người Hàn Quốc này đó Korean person thì mình có thể chuyển qua nghĩ đây bấm chuyển qua bàn phím này mình có thể ghi liền con Korean person rồi mình chuyển lại bằng tiếng tiếng Hàn đó rồi, bây giờ bấm tiếp còn không thì mình ghi ghi hết luôn. Rồi ghi hết luôn. Hàn Quốc con là ngôn ngữ Hàn Quốc ghi để liền cho họ ra tiếp à k n ấy Hàn Quốc sẽ làm nó ghi lại được cho Hàn Quốc cây nữa. Rồi bây giờ mình ghi chữ o vô nữa viết liền vô o do rồi Hàn Quốc sẽ làm rồi ghi tiếp luôn khỏi tiếng Anh sao Hàn Quốc in, Hàn Quốc in cũng mình Hàn Quốc như chữ à là hạ tiếp này là nó ra là cái chữ nợ Hàn Quốc u à còn chữ chữ nợ quay chữ hạ à này Hàn này Quốc người in in Hàn Quốc ca u ca in theo ghi chữ u o i còn là i rồi tiếp 43 chữ Hàn Quốc dọc xa là Hàn o dọc xa Hàn Quốc muôn hoa Hàn Quốc mà niềm u n muôn hoa u à muôn hoa rồi tiếp Hàn Quốc kê cho kê kê chê Hàn Quốc
gòn chì. Tiếp Hàn Quốc trong trong chen Hàn Quốc cách ra như chữ O trong trên O. Từ mở nhạc nghe rồi. Nhỏ okay. Vâng. Công thì Hàn Quốc U xích xì chanh. Chia là chiến tranh
Được. Là siêu thị chợ Nhật của Hàn Quốc có gì tốt bất kỳ. Trong trong chi Hàn Quốc trong chi à Hàn Quốc juicy juicy trong và test là nghe tụ đó là lý do nghe chữ tupika này để là test proficiency là tâm từ chữ b o này là off này đây là cái bài này y in này đây là chữ ta cái khác pro pc pro pc in có về ơn Hàn Quốc chung chung muốn là cái này chỗ này Hàn Quốc si chan mà có nhập rồi Quốc si chan là cái này còn con xem chỉ cần chân chỉ cần chỉ con chữ đen đỏ này T là tạ đây T T này H A H N N N N N là S cuối là chữ R là rồi để hai mình cúp xong mình là thôi thôi